Right, we know why the carburetor is leaking because there's a ton of gas in there. Bây giờ mình không có khoan lại, xong rồi mình lấy cái keo mình keo lại được hả? Đâu có gì chịu nổi cái xăng đó. Mà cho dây lát không được hả? Dũng có cái đống